Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang trong tiết trời cuối thu, tuy có không khí lạnh tăng cường nhẹ, khiến cho trời nhiều mây hơn, nhưng nắng vàng nhẹ vẫn trải dài trên những con phố, nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ. Tối và đêm nay trời vẫn duy trì nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nên nhiệt giảm xuống còn khoảng là 23 cho tới là 27 độ. Sang đến ngày mai, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì hình thái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ là từ 22 đến 32 độ, độ ẩm là tăng cao 60 đến 96%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên trong tuần tới thì thời tiết khu vực Hà Nội sẽ duy trì trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, se lạnh về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 23 cho tới là 33 độ, độ ẩm trung bình tăng cao so với tuần trước lên mức là 78 đến 85%. Trong khi đó, thì từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ thì khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Riêng đêm ngày 14 đến ngày 15 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín tới Mỹ Đức với nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.